Xin chào quý anh chị đến với kênh Đất Xanh Tây Nguyên. Hiện tại và em đang đứng tại gần giáp ranh giữa Crom Năng và Crom Búc nha anh chị. Từ cái vị trí của cái mảnh đất này, hôm nay em xin giới thiệu đây là ra cái hướng trên kia là cái đường Tô Hiệu ngoài kia. Là khoảng 200m là tới đường Tô Hiệu. Từ đây ra cái vị trí chợ và cũng là cái trường tiểu học Nguyễn Trãi luôn á, thì tầm khoảng 400m là tới nơi luôn nha anh chị. Từ đây là cái đường, cái chợ ngoài đó là đường tương đối là khá rộng. Cái vị trí của cái mảnh đất nền hôm nay em xin giới thiệu đây là sát bên, đây là sát bên là có cái nhà dân đây. Nhà dân này tương đối là dân cư thì đông đúc nha anh chị. Đấy, nhà dân thì san sát nhau. Ở đây thì cái khu vực cái dân cư ở đây thì đông đúc, nhà dân thì san sát nhau. Từ cái vị trí của cái mảnh đất nền hôm nay xin giới thiệu đây là từ cái mép nhà đó là kéo qua bên cái mép ranh như này là tổng cộng là 13m, là được chia thành hai sổ, là một sổ là 6m và một sổ là 7m. Chiều sâu của nó là được 30m, trong đó là có 120m thổ cư, hướng là hướng bắc. Hiện tại là trên mảnh vườn của mình á, là thuộc đất dương, trồng một số cây như là cây đinh lăng, cây bơ, cây khế, một số cây tiêu. Đấy, số cây tiêu tương đối là khá đẹp nha anh chị, hướng là hướng bắc. Ngoài ra còn có một số cây sầu riêng, thì được cái là cái mảnh vườn này đã có thổ cư rồi, nằm cái khu vực này là cũng khu vực đông dân cư. Nhưng mà cái nghịch cái là hơi xấu là cái đường của mình này, cái phía xuống nhà mình thì nó hơi dốc nè anh chị, nhìn thấy là nó hơi dốc nhẹ một tí thôi. Nhưng mà đường này thì đường bê tông, đường này cũng được 3m để ô tô đi cũng tương đối được, nhưng mà hơi nhỏ tí thôi nha anh chị. Thì đứng ở ngoài đây thì em có thể nhìn thấy được cái mảnh vườn của mình đó, hiện tại là đang xài là giếng đào, cái giếng đào kia. Đây thì dân cư ở đây thì cũng yên tĩnh, thì không khí cũng tương đối là mát mẻ. Với giá là 90 triệu một mét nha anh chị, mét ngang nha anh chị, tương đối là khá đẹp. Đây là một trong những mảnh đất mà có thổ cư, nằm ở trong cái vùng trung tâm và gần chợ của Crom Búc. Nếu mà anh chị muốn sở hữu cái mảnh này thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại đặt phía trên màn hình. Chúc anh chị lựa chọn cho mình một mảnh đất thật là ưng ý và hẹn gặp anh chị ở video kế tiếp.